thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, ngày Tết là dịp để các thành viên trong gia đình về sum họp, quây quần bên nhau. Theo quan niệm của người xưa để lại, ngày đầu năm mới tức mùng 1 Tết Nguyên đán để rước lộc vào nhà và mang lại nhiều điều may mắn. Một năm hanh thông thuận lợi thì các gia đình nhất định phải kiêng kỵ những điều không tốt. Nếu vô tình làm những điều này, bảo sao cả năm làm gì cũng không thấy, tiền bạc thất thoát, xui xẻo triền miên. Vậy những điều kiêng kỵ sáng mùng 1 Tết là những điều gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi, chúng tôi sẽ tiết lộ ngay sau đây. Thứ nhất là kỵ cho nước và cho lửa. Thưa quý vị, người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình về. Quan niệm lửa là đỏ, là may mắn. Cho người khác cái may trong ngày mùng 1 Tết thì cả năm trong nhà sẽ gặp nhiều xui rủi như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường gặp tai vạ. Ngoài ra cũng kiêng kỵ cho nước đầu năm vì nước được ví như nguồn tài lộc, công năng cho gia đình, nếu cho nước sẽ bị mất lộc. Bởi quan điểm này nên ngay từ những ngày cuối năm, dân gian luôn chủ động đưa nước đầy ắp lu vại, lửa hồng trong bếp để tránh phải đi xin mấy ngày đầu năm. Thứ hai là kỵ vay mượn trả nợ ngày đầu năm. Chỉ trong hoàn cảnh túng thiếu hoặc cấp bách, người ta mới nghĩ đến chuyện vay mượn tiền bạc hoặc là đồ dùng của người khác. Và đây là vấn đề khá tế nhị mà người Việt luôn quan tâm, chú ý để tránh mất lòng nhau. Người xưa dạy không nên vay hoặc cho tiền bạc, đồ đạc vào những ngày đầu năm mới vì khiến gia đình rơi vào cảnh túng thiếu cả năm. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân, con người mở cửa để đón lộc về nhà. Còn nếu cho mượn hoặc trả giống như dâng tài lộc vào tay người khác trong gia đình ông bà, cha mẹ, thường dặn dạy con cháu trong dịp Tết không nên vay tiền, vay mượn đồ đạc của người khác để tránh cho cả năm rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc làm ăn. Tiền chính là tài lộc của bạn. Năm mới nếu bạn mượn tiền bạc là xem như bạn đã bị túng thiếu cả năm. Vì vậy bạn nên nhớ là không nên mượn tiền của mọi người vào những ngày đầu năm. Thứ ba là kiêng quét nhà. Dân gian cho rằng nếu quét nhà vào 3 ngày đầu năm, đặc biệt sáng mùng 1 thì cả năm đó gia đình nghèo túng, khánh kiệt hoặc có thể quét nhà nhưng tập thể xác ở một góc nhà chứ không hốt đi. Tập tục này xuất phát từ truyền thuyết. Ngày xưa ở Trung Hoa có một lái buôn thật thà tên là U Minh. Khi ông đi quanh hồ Thanh Thảo, được thủy thần thương ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Từ ngày thương gia này đem Như Nguyệt về nuôi trong nhà thì làm ăn phát đạt, chỉ vài năm là giàu to. Một hôm Như Nguyệt phạm lỗi, U Minh không kiềm được cơn giận đã ra tay đánh cậu bé. Như Nguyệt hoảng hốt, sợ trốn vào đống rác và sau đó biến mất tăm. Từ ngày đó U Minh làm ăn sa sút, buôn bán không được nên nghèo kiếp xác. Dân làng đã bàn tán xôn xao cho rằng Như Nguyệt là một vị thần đã mang lại sự giàu có, hương thịnh mà nhà U Minh không biết quý trọng. Từ đó dân gian đã lập bàn thờ Như Nguyệt và đặt tên là Thần Tài với hy vọng vị thần này sẽ độ trì cho gia đình được nhiều tài lộc. Cũng xuất phát từ truyền thuyết này mà ngày Tết nhân dân có tục kiêng hốt xác trong 3 ngày đầu năm vì sợ hốt mất thần tài ẩn trong đống xác đổ đi thì cả năm đó làm ăn rất thất bát. Thứ tư là kiêng nói chuyện xui. Những phát ngôn đầu năm có ảnh hưởng đến những chuyện xảy ra trong năm, vì vậy bạn đừng nên nói những từ xui xẻo như là chết mất hay tiêu rồi, hỏng rồi, đó là những từ không may mắn. Thay vào đó, bạn nên nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ dễ chịu, vui vẻ và những câu chuyện mang lại may mắn, không chỉ cho bản thân mà cho cả người xung quanh mình, đồng thời cũng không khóc lóc, buồn tủi. Điều này thật dễ hiểu vì đây là những hành động không hay mà bất cứ ai cũng không muốn làm vào dịp Tết. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải rơi vào hoàn cảnh không vui, chúng ta nên cố gắng kiềm chế để hưởng thụ một năm mới trọn vẹn niềm vui bên người thân, bạn bè, gia đình và đặc biệt là trong ngày Tết. Nếu ai khóc, buồn bã và bực tức thì cả năm đó sẽ phải khóc. Có nhiều chuyện buồn, lo lắng, suy nghĩ, vì thế người ta kiêng kỵ điều này để tránh gặp phải xui xẻo cả năm. Thứ năm là kiêng đánh thức người khác vào sáng mùng 1. Nếu đi chúc Tết sáng mùng 1 gặp người đang ngủ, khách không nên đánh thức họ dậy mà để người đó tự tỉnh táo mới được. Nhiều người cho rằng làm như vậy sẽ khiến người ta bị chù ẻo, cả năm phải nằm trên giường, người nhà cũng không giục nhau dậy vào mùng 1 Tết vì theo quan niệm nằm ngủ sẽ chịu sự thúc giục về công việc, cuộc sống suốt cả năm. Thứ sáu là kiêng mai táng. Vì Tết là ngày vui của mọi người, vì vậy những gia đình có tang sẽ được cất khăn tang trong vòng 3 ngày. Nếu có người mất vào ngày mùng 1 Tết, gia đình chưa được phát tang vội mà phải đợi tới sáng mùng 2. Nếu có người mất vào 30 tháng Chạp mà gia đình đã định liệu được trước thì nên chôn cất ngay trong ngày hôm đó.
Những gia đình có tang trong năm cũng kiêng đi chúc Tết xông đất các nhà khác, bởi theo quan điểm của người xưa, người có tang đi chúc Tết sẽ khiến chủ nhà gặp xui xẻo cả năm bạn nha. Quý vị thân mến, sang mùng 1 Tết là khoảng thời gian rất quan trọng mà gia chủ nào cũng cẩn trọng trong từng lời nói. Sáng mùng 1 Tết nên làm gì để cả năm thuận lợi, may mắn cũng là câu hỏi được khá nhiều khán giả quan tâm, thắc mắc. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết những việc nên làm vào ngày này để gia chủ đón lộc vào nhà, phúc khí ngập tràn. Hãy đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của chương trình ngay sau đây. Thứ nhất là thắp hương ngày mùng 1 Tết. Thưa quý vị, nhớ tổ tiên là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam trong ngày đầu năm mới. Việc đầu tiên mà bạn cần phải làm là thắp hương để dâng cúng tổ tiên, cầu xin họ phù hộ sang năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, khi thắp hương trên bàn thờ tổ tiên trong ngày mùng 1 Tết, bạn nên thắp hương theo số lẻ là đẹp nhất, không nên thắp hương theo số chẵn vì không phải là số đẹp. Thứ hai là mua muối đầu năm. Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi là một trong những tập tục truyền thống trong dân gian. Theo quan điểm trước đây, muối tượng trưng cho sự mặn mà, nồng nàn, tình cảm ấm áp trong các mối quan hệ gia đình, người thân. Đầu năm mua muối cũng là hành động để cầu mong cho gia đình cả năm yên ấm, thuận hòa, nồng nàn tình cảm giữa ông bà, cha mẹ với con cháu hoặc giữa các anh chị em với nhau. Không dừng lại ở ý nghĩa đó, muối cũng được xem là thứ có thể đem lại may mắn cho con người, tẩy bỏ những xui rủi, xu uế của năm cũ, xua đuổi những điều không hay. Thứ ba là mặc đồ màu đỏ ngày mùng 1 Tết. Những bộ áo màu đỏ luôn được các bạn gái lựa chọn mặc để mang lại may mắn cho mình trong ngày đầu năm mới. Người Việt quan niệm màu đỏ là màu tượng trưng cho may mắn, vui tươi và sung túc. Chính vì thế, trong buổi sáng ngày mùng 1 Tết, người ta tin rằng việc mặc một bộ màu đỏ sẽ mang đến cho bạn nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới. Thứ tư là đi lễ chùa đầu năm. Sáng mùng 1 Tết nên làm gì để được cả năm may mắn? Gợi ý đầu tiên cho bạn đó chính là đi chùa sáng mùng 1 Tết để cầu bình an và may mắn. Đi lễ chùa hái lộc trong ngày đầu năm mới là hoạt động mà các Phật tử thường làm trong sáng mùng 1. Đây cũng là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh trong ngày Tết của người Việt. Các chùa thường mở cửa để người dân vào xin quẻ và hái lộc vào sáng ngày mùng 1. Đi chùa hái lộc đầu năm còn là dịp để bạn du xuân, vãn cảnh và thư giãn sau một năm làm việc đầy mệt mỏi. Đây là khoảng thời gian mà các bạn nữ khoe dáng trong những chiếc áo dài thướt tha bên những cây tài lộc để xin tài lộc sau một năm đầy bình an và may mắn. Thứ năm là ăn những món ăn mang lại may mắn. Ăn bánh chưng trong buổi sáng mùng 1 là một tập tục truyền thống mà nhiều gia đình vẫn còn làm trong buổi sáng mùng 1. Người Việt ta thường hay quan niệm, việc ăn bánh chưng trong ngày đầu năm sẽ mang lại thật nhiều may mắn cho cả nhà trong năm mới. Bởi vì bánh chưng là món ăn tượng trưng cho đất, nơi mang lại thức ăn, nước uống, sản vật cho con người. Ngoài bánh chưng, dân ta còn có nhiều món ăn mang lại nhiều điều tốt đẹp trong ngày Tết như là bánh tét, bánh dày, đậu đỏ, ngũ quả. Quý vị và các bạn thân mến, những việc nên và không nên làm mùng 1 Tết sẽ giúp quý vị chủ động đón lành, tránh dữ, thu hút tài lộc, mong cầu bình an và may mắn suốt cả năm. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.